Tiếp tục chuyển động 24 giờ ngày hôm nay sẽ là những thông tin dự báo thời tiết. Xin chào anh Bá Minh ạ. Sáng nay Hà Nội bừng nắng và nóng lên rồi. Liệu chiều thì có mưa trở lại hay không ạ? Dạ vâng, chưa đâu anh Hạnh Phúc ạ. Khả năng đêm mai thì mưa mới quay trở lại miền Bắc cũng như là thủ đô Hà Nội. Còn hôm nay trời sẽ tạnh ráo, trưa và chiều thì khá nóng. Dấu hiệu từ sáng nay là nhiệt độ đã tăng nhanh, lúc 10 giờ lên đến 31 độ, cao hơn so với ngày hôm qua. Và độ ẩm thì đã giảm nhưng mà vẫn ở mức cao khoảng 73% nên cảm giác oi bức. Dự báo đến chiều nay thì trời sẽ còn nóng hơn, độ ẩm giảm còn khoảng là 60%, nhưng mà nhiệt độ thì tiếp tục tăng cao, có thể lên đến là 34 độ C. Trời nóng, nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát công suất lớn như là điều hòa sẽ tăng cao. Để tránh quá tải, tiềm ẩn nguy cơ chập điện có thể gây ra hỏa hoạn, quý vị lưu ý là thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, không sử dụng nhiều thiết bị điện công suất lớn vào cùng một ổ cắm, nên bố trí riêng ổ cắm cho từng thiết bị công suất lớn, tắt bớt các thiết bị điện khi không cần thiết, đồng thời hạn chế sử dụng nhiều thiết bị điện công suất lớn trong giờ cao điểm từ 11h30 đến 14h30 và từ 20h đến 22h. Đây cũng sẽ là những lưu ý với quý vị ở thành phố Hồ Chí Minh khi chiều nay trời nắng và nóng, nhiệt độ tăng cao 36 độ C. Chiều tối mưa dông có thể sẽ xuất hiện nhưng không nhiều, buổi tối trời sẽ tạnh ráo trở lại. Còn bây giờ, xin tiếp tục với những thông tin khác của Chuyển động 24 giờ.